Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay bắt đầu là trời bắt đầu vào xuân rồi. Thì ở ngoài sau vườn là những cái cây lê và cây táo, cũng như là cây 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 táo 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 gì táo mèo á, bắt đầu nó ra bông rồi. Và mình muốn ra ngoài sân quay cho mọi người xem những cái cây bông nó ra bông như thế nào, và những cái cây táo của nó đẹp ra sao, mình khoe với các bạn nha. Bữa nay nó rất là đẹp luôn á. Ô, các bạn nè, các bạn xem cái cây lê. Cái lê nhà mình nó trổ hoa. Nó chuẩn bị có trái rồi. Nhìn đã không? Nhìn như một cái bông mai giả vậy, giống như cái bông mai ở bên Việt Nam mình vậy. Wow, gió quá. Nè các bạn xem nè. Wow, cái nhánh nó đẹp không? Wow. Quá trời bông luôn. Nè nè nè. Cái hoa lê, cây này là cây lê các bạn. Bông sai bông dễ sợ mà không biết mùa mùa nay nó trái như thế nào. Đó, các bạn thấy đẹp không? Trời ơi kìa. Này là cái táo hay gì à? Mùa rồi mình cũng vừa để ý luôn. Nè, cái bông đó nè. Các bạn xem một cái hoa nó nè. Hoa nó rất là dễ thương ha. Wow. Đây. Cái nhánh nè. Ui da, thấy cái nhánh đẹp không? Bạn xem là cây táo mèo bắt đầu nó trổ lá rồi nè, đẹp chưa? Nó chuẩn bị có trái rồi đó, mùa mùa này bắt đầu có trái rồi đó. Các bạn xem nè, bây giờ bắt đầu quế nó mọc lên rồi nè. Cái cây quế nó không có chết nha các bạn. Nè nó phủ một lớp lá rồi giờ nó mọc lên lại nè. Các bạn xem nè. Nè, cây quế nè. Rồi, nó sống rồi đó, các bạn thấy không? Bắt đầu trời mùa xuân nó sống lại rồi đó. Và cây dâu của mình đây nè, cây dâu của mình bắt đầu nó bung rồi nè. Đó, mùa này sẽ có dâu ăn. Nè, bắt đầu mình bỏ cái cây này, các bạn biết cây gì không? Cà rốt nè các bạn, cà rốt nè, nè cà rốt nè. Mình bỏ xuống bắt đầu để cho nó xem thử cái mùa này, mùa đầu tiên mình trồng cà rốt không biết có trái ăn hay không thì không biết nữa, nhưng mà thử xem sao. Này các bạn, đây là cây hẹ, cây này là cây hẹ, hẹ Mỹ. À, rồi ớ, rồi, đậu bắp rồi đậu bầu, đậu bí. Đây, cây này cái gì nữa nè. À, chồng mình không ương nhóc chưa. À, còn mấy trong cái chậu này vẫn chưa có nở, vẫn chưa có nở nữa. Có ngò gai nè, bí bầu nữa nè, bầu nè. Ở đây bầu nữa nè ha. Có ngò gai rồi nữa nhưng mà nó chưa có lên, nó vẫn chưa có nảy mầm. Mấy cái chậu này chưa có nảy mầm, còn mấy cái này là mình mua trong bịch đó, mua trong bịch nó có tẩm thuốc á cho nên nó mau lên. Còn những cái trong đây là cái hạt giống mình trồng xong mình chừa lại á, bắt đầu tới mùa này bắt đầu mình ươm. Nhưng mà thường hạt giống mà mình chừa lại là nó sẽ nảy mầm lâu hơn. Ví dụ như nó mầm khoảng 1 tháng nó mình trồng bắt đầu nó mới lên mầm. Còn cái thằng này, còn thằng nào mà này khoảng 2-3 ngày bắt đầu lên mầm. Cái này là một tuần rồi nè mọi người, 1 tuần rồi đó, nó lên cao vậy đó. Lên cao ghê, tốt ghê. Và đây là đọt lan, đọt lan là với cái cây này, cây gừng này mình để tới vài bữa nó ấm ấm mình sẽ đem ra mình nhổ cái cây gừng này ra một bụi riêng để cho nó nhảy nhảy củ cho nó nhiều. Còn đọt lan này mình sẽ bỏ xuống đất cho nó bò để mình ăn đọt. Ở đây là ngò gai nè các bạn, ngò gai mùa năm rồi đó. Mình mua một cái chậu như vậy nó khoảng một nhúm đọt như vậy thôi mà nó tới 3 đồng một hũ. Cho nên gán dưỡng giống lại, bưng vô nhà tưới cây để cho nó ở gần cái máy hít nè, để cho nó có cái độ nóng á.
và nó không có chết. Rồi bắt đầu mùa này bắt đầu mình đem ra, chỉ cần đem ra ngoài là bắt đầu nó bung mà nó nhảy à, nó nhảy lá, nhảy bụi ra. À, rồi đây là cái bụi dứa, mấy bữa nó có hai ba cái lá, bữa nay nó ra nhiều lá kìa. Cái này chắc cũng vài bữa nó đem ra ngoài rồi vô phân lại, vô đất vô phân lại cho nó nhảy bụi. Cái này mà có sình đất non á, sình đất mà hơi sình sình á, nó tốt lắm. Cái này thì nó hơi còi cọc nhưng mà kệ không sao. Các bạn biết một cây như vậy mắc lắm. Một cây như vậy nè, một cây gì thôi nha. Cái này là hai cây đó, cái này là hai cây, bụi này là hai cây đó. Là hả 25 đồng á, một cây như gì 25 đồng. Mà lúc mới mua về nó có 4 5 lá à. Nó có 4 5 lá à, mà 25 đồng á các bạn. Bởi vì lá dứa bên đây mắc lắm. Rồi nếu muốn xài là phải xài lá dứa đông lạnh không à. Các bạn xem nè, cái hoa màu hồng rất là đẹp. Cái cây này nó to lắm nè, thấy không? Nó đẹp không? Các bạn bây giờ mình cho các bạn xem thêm một cây hoa nữa. Đó, cái cây hoa đẹp ghê không? Đứng ở xa nhìn nó rất là đẹp. Mà bây giờ tôi lại đây tôi nhìn thấy không có rõ lắm. Thấy chưa? Đó, đẹp không? Đẹp không? Wow. Trắng tiếu một nguyên một cái cây luôn. Wow. Đó, thấy không? Thấy cái cây không? Đẹp không? Đẹp không? Cái cây đẹp ghê không? Đó. Ở cái cây này hả mà trồng nhiều rất rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Đó, có ánh sáng mặt trời nhìn đẹp ghê không? Quá trời đẹp luôn. Cái này cũng đẹp các bạn. Đất nhà ta mình không dám vô. Ồ, nhìn bông đẹp không? Ở phía sau. Các bạn xem à. Đứng ở trong nhà dòm ra cây đẹp luôn. Rất là đẹp. Đó các bạn xem. Trời thì rất là nắng. Nắng đây. À, nắng lắm luôn nhưng mà ở ngoài á, là nó lạnh lắm. Mà mình đứng ngoài đó mình nói chuyện với các bạn không có được. Bây giờ mình phải chạy vô trong này và mình nói chuyện tiếp cho các bạn nghe. Là ở bên Việt Nam mình á, thì có lẽ là cái khí hậu nhiệt đới, cho nên mình rất là dễ trồng bất cứ một thứ gì. Và còn bên đây hả các bạn biết không, rất là quý những cái cây, dù là chỉ là một cây ngò gai, ngò ôm hay là những cây quế như nãy mình cho các bạn xem mấy cây quế rồi nó nảy mầm đó, thì bên đây rất là quý và khi mà mình trồng được á mình cảm thấy cưng nó lắm. Và mỗi lần mà bên đây bắt đầu vào mùa xuân bắt đầu ai nấy tranh thủ ươm mầm, bắt đầu bỏ hạt giống xuống bắt đầu trồng. Và khi mà trồng á tưới nước thì cũng tốn tiền lắm các bạn, tưới nước cái tiền tốn tiền nước cũng nhiều lắm, nhưng mà khi mà mình thấy được cái cây nó lên mầm cái đầu mình rất là thích. Và khi ở bên Việt Nam á mình cũng trồng nó mà nó lên eo ụt lắm, nhưng mà bên đây mình lên mình thấy nó lên tươi tốt quá, mình thấy mình rất là mê. Rồi bắt đầu cái nhưng mà mình quên một điều là mình mua phân, mua hạt giống rồi cái nọ, đôi khi nó còn mắc tiền hơn là mình mua cái rau ngoài chợ mình ăn nữa. Nhưng mà mình lại cảm thấy rất là thích trồng như vậy. Và bên đây hầu như là người Việt mình hầu như ai cũng thích cái trồng cây rồi tự hái tự ăn hết trơn. Tuy là mua đôi khi những cái mùa xuân á, mùa hè rồi đó là cây cối rồi rau củ rồi nó cũng rẻ, nhưng mà vẫn thích trồng như vậy. Và mùa đông á thì hả nó chết rụi hết trơn, xong năm sau phải gieo giống hả làm lại, nhưng mà vẫn thích vẫn mê. Tuy là khá tốn khá nhiều tiền. Và ngày hôm nay mình mời tất cả mọi người đi tham quan khu vườn, và cũng có một số cây bông ở gần nhà nó đã trổ bông thì mình đã quay cho mọi người xem rồi đó. Đó thì mong là mọi người thích video này, nhớ đăng ký subscribe ủng hộ kênh cho mình nhé. Và đừng quên nhấn like thích video này, và nếu các bạn có thắc mắc gì đó hoặc không muốn biết gì về bên nước Mỹ hãy comment bên dưới để mình biết, mình sẽ trả lời và mình sẽ quay video thêm cho tất cả mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại những video sau.